Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phẩm chất và năng lực của người cán bộ cách mạng. Người cho rằng, đối với người cán bộ cách mạng, hai mặt đức và tài, phẩm chất và năng lực không thể thiếu mặt nào, cũng không thể coi nhẹ mặt nào. Đề cập sự thống nhất đức và tài của người cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, có tài phải có đức. Theo Bác, đức và tài phải được biểu hiện trên kết quả công tác và phải luôn thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau trong nhân cách người cán bộ cách mạng. Bác cho rằng, người cán bộ cách mạng trước hết phải có đạo đức cách mạng, bởi vì đạo đức là gốc của người cách mạng. Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Và mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không. Theo Bác, tài của người cán bộ cách mạng là năng lực của họ được biểu hiện bằng hiệu suất, hiệu quả hoạt động trong một lĩnh vực thực tiễn nào đó. Bởi vậy, trong sử dụng cán bộ, Bác dạy phải biết tùy tài mà dùng người. Theo Bác, để có được tài năng, người cán bộ cách mạng cần phải tích cực học tập, kiên trì rèn luyện. Và theo Bác, đức và tài phải luôn gắn bó chặt chẽ, quan hệ biện chứng với nhau trong nhân cách của người cán bộ cách mạng. Trong đó, đức phải được đặt lên hàng đầu. Đức phải có trước tài, đức là gốc. Nếu có tài mà không có đức là vô dụng, vì có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Nhưng có đức không có tài, như ông Bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai. Thấm nhuần quan điểm đức và tài phải luôn thống nhất, gắn bó chặt chẽ với nhau trong nhân cách người cán bộ cách mạng. Đảng ta luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Với phương châm, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài bền vững. Đảng đã xây dựng chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ năm 1997 và thường xuyên tổng kết việc thực hiện, hoàn thiện các quan điểm, đề ra mục tiêu và nhiều chủ trương đúng đắn, chú trọng việc triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần cùng nhân dân cả nước giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử và có thể tự hào vì chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay. Gần đây, trong bài viết, một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa nhấn mạnh phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Thực tế cho thấy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là vào những thời điểm quyết định hoặc có tính bước ngoặt lịch sử, vận nước đặt tất cả vào đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cấp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cần phải khẳng định và thấm nhuần sâu sắc vị trí ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này, không chỉ đơn thuần đối với việc tổ chức một đại hội đảng, mà đây là công việc có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với vận mệnh của đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, công tác cán bộ đóng vai trò then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Chính vì vậy, phải lựa chọn cho được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và có cả đức và tài. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.